Xin chào mọi người, chào mọi người tới với cả channel Kho Game Griffith. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái chương trình Shenmue để có thể chơi giả lập những cái tựa game trên cái bộ điều khiển Wii U ở trên máy tính của các bạn nhé. Thì ở đây mình có để cho các bạn một cái trang web nhé, đó là trang chủ của Shenmue. Shenmue nó là một cái chương trình giả lập, đây này các bạn thấy, Wii U Emulator, đúng là giả lập Wii U. Các bạn có thể sử dụng nó hoàn toàn miễn phí, free, download về và dùng thôi, trên đó. Thì ở đây nó sẽ có một vài cái đòi hỏi nhất định để các bạn có thể sử dụng được cái giả lập Wii U này. Đầu tiên đó là các bạn bắt buộc phải có Win 7 trở lên, và bắt buộc là phải Win 64 bit nhá. Nhưng bạn nào Win 32 bit, kể cả các bạn Win 8, Win 10 thì cũng không thể nào sử dụng được đâu, chứ nào. Nó bắt buộc phải là Win 64 bit nhá. Tiếp theo, nó yêu cầu chúng ta phải có những cái phần giả lập đồ họa OpenGL 4.1 và 4.6 trở lên, chứ nào. Thì những cái OpenGL này các bạn chỉ cần cập nhật những cái Win phiên bản mới, nó tự động có luôn trong bản Win, chứ nào. Chứ các bạn không cần phải download ngoài để cài đâu. Rồi tiếp theo nữa, đó là nó bắt buộc chúng ta phải từ 4GB RAM trở lên nhá. Bắt buộc phải 4GB RAM trở lên nhá, 2GB RAM trở xuống là không chơi được đâu. Tiếp theo đó là đến cái Microsoft Visual C++ 2017 bản 64 bit. Thì cái này các bạn có thể kiểm tra dễ dàng trong máy tính các bạn hãy mở Control Pane lên nhá. Control Pane, đúng không? Đây là cái bảng Control Pane. Ở đây các bạn ấn vào cái phần Program and Feature ấy, nó là cái phần gỡ những chương trình ra khỏi máy tính nhé, click vào đó. Rồi các bạn kéo xuống một tí thì các bạn sẽ thấy được cái C++ có trong máy tính của các bạn hay không. Như của mình là có rồi này, cái C++ 2017 nó có cả bản 64 và cả bản 32 luôn. Ở đây nó chỉ yêu cầu chúng ta cái bản 64 thôi, đúng không? Của mình thì có rồi, tức là mình không cần cài nữa. Còn với những bạn nào mà chưa có ấy, thì ở ngay cái trang web này nó có cho các bạn một cái đường dẫn này. Các bạn chỉ cần click vào cái VC này nhá, click vào nó nhá, và nó sẽ tự động down thẳng cái Microsoft C++ 2017 bản 64 bit cho các bạn. Các bạn chỉ cần cài thôi, click vào nó nhá, click chuột vào nó này. Sau khi download xong thì ở đây các bạn ấn vào I agree, sau đó thì install. Chưa nào. Đó, xong thì ấn close thôi. Đơn giản đúng không nào? Rồi, đó là những cái yêu cầu bắt buộc về hệ thống máy tính của bạn cần có để có thể chơi được, để có thể sử dụng được cái chương trình giả lập Wii U tên là Shenmue này, đúng không? Tên đọc rất là đau mồm. Ở đây thì nó yêu cầu các bạn phải có card rời, đúng không nào? Card rời thì có 3 loại card ở đây, NVIDIA, AMD và Intel. Thì ở đây nó chỉ hỗ trợ hai cái thôi, đó là NVIDIA và AMD. Còn với cái card Intel ấy thì nó không hỗ trợ. Nếu các bạn sử dụng cái card Intel này thì sẽ gặp rất là nhiều vấn đề, đúng không nào? Khi mà sử dụng cái Shenmue này. Đây là cái phiên bản của nó. Update ngày mới nhất là ngày 5 tháng 7 2019, phiên bản 1.15.10, đúng không nào? Rồi, cái Shenmue này ngoài việc nó giả lập giúp các bạn chơi những cái tựa game Wii U trên bàn phím và chuột, thì nó còn hỗ trợ các bạn chơi trên những cái gamepad nữa. Ví dụ các bạn có những cái tay cầm như kiểu của PS4 các thứ ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể chơi được trên cái chương trình giả lập Shenmue này nhá. Rồi, tiếp theo là cái này thì không quan tâm. Rồi, đó là những cái mà bắt buộc các bạn cần phải có để có thể sử dụng cái Shenmue này nhá. Bây giờ thì các bạn chỉ cần vẫn trang web này, các bạn kéo xuống dưới cùng, các bạn sẽ thấy cái phần download later version, cái version cuối cùng, đúng không nào? Các bạn click vào đó, nó sẽ tự động download về. Nó chỉ có nặng có khoảng 7 mấy mê, đúng không nào? Các bạn hãy mở lên nhá. Mình sẽ mở nó ra. Đây, Shenmue phiên bản 1.15.10. Các bạn hãy giải nén nó ra nhá, extra file. Rồi ấn OK. Đó, rất là nhẹ thôi. Rồi các bạn hãy vào bên trong, chuột phải và open nó lên, đúng không nào? Ôi, cái nữa này. Rồi, đây chính là toàn bộ cái Shenmue. Các bạn chỉ cần chạy cái application, cái file application của chữ C lên là được nhá. Không cần phải cài đặt gì đâu, chỉ phải vào open nó thôi. Đây chính là giao diện của Shenmue, giao diện ban đầu nhá. Chúng ta chưa có game, chưa cài game, chưa gì hết cả. Nó chỉ là cái giao diện trắng như thế này thôi. Các bạn hãy để ý lên góc bên trên bên trái nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thiết lập một vài cái vớ vẩn đã. Đầu tiên các bạn ấn phần CPU nhá. Xem nào, mod. Ở đây thì single core, dual core, triple core, fast and unstable. Cái này thì nó sử dụng những cái core trong cái CPU. Thì các bạn muốn biết cái CPU của các bạn có bao nhiêu core á, core ý là ở đây là cái nhân đấy các bạn, cái luồng thôi. Thì các bạn chỉ cần gõ đâu nhỉ, gõ vào cái đó là mở bảng run nhá, Windows R, mở bảng run lên nhá, và ấn vào đây, gõ chữ run ra, thế nào, enter vào, nó hiện ra cái bảng này. Ở đây các bạn ấn vào chữ đó là dxdr, được chưa nào, đây nhá, dxdr, sau đó thì ấn enter, OK. Nó sẽ hiện những cái thông số trong cái máy tính của các bạn ra. Ở đây thì các bạn hãy để ý đến cái phần đó là đâu nhỉ? Ở phần cái này đúng nhỉ? Mình không nhớ lắm nó display sao hay là system nhỉ? Ở đây mình có 4 nhân này, Intel 4 nhân này. Mình nhớ là cái gì nó ở đâu nhỉ? OK,
kiểm tra toàn toàn bộ hệ thống ở đâu nhỉ? À đúng rồi, đấy là cái gì nhỉ? Các bạn mở lại rồi nhá. Các bạn ấn ms config. Ui, nhớ mãi mới ra. Vãi lúa rồi. Đây, ở đây các bạn ấn vào phần boot này này. Rồi các bạn ấn vào, ở đâu? Boot đúng nhỉ? À boot đúng rồi, các bạn ấn vào phần advanced option này. Ở đây các bạn hãy ấn vào chỗ cái number of processor ấy. Thì cái số, ở đây cái số cao nhất bao nhiêu thì có nghĩa là cái máy của các bạn có mấy nhiêu nhân. Thế này thì, xem thế này thì nó lại, nó lại, lại hơi khó nhỉ. Xem ở ngoài nó cũng được, nhưng mà mình sợ là một số cái CPU á, nó lại không hiện 4 nhân ở đây thì các bạn có thể không biết được. Còn cái của mình nó hiện là 4 CPU đây, có nghĩa là có 4 nhân này, 4 luồng này, 4 luồng của CPU. Còn không thì các bạn mở cái ms config ở đây thì các bạn cũng thấy nó có 4 luồng. Mình cũng cài lên 4 luồng để cho nó hoạt động tốt nhất. Ok, apply, yêu cầu reset thì exit to reset. Được rồi, vì mình máy mình có 4 luồng cho nên là ấn trong phần CPU mod đấy, mình sẽ chọn đó là triple core, có nghĩa là chạy 3 luồng. Cái này không hỗ trợ 4 luồng nhỉ, 3 luồng thì mình cứ để lên 3 luồng cho nó hỗ trợ nhanh nhất nhá. Triple core, được chưa nào. Tiếp theo đến phần option này nhá. Ở đây thì graphic pack. Thì ở đây, các bạn để ý nhá, cái graphic pack ấy, nó là cái hỗ trợ về cái phần đồ họa của những cái game được liệt kê ở đây, đúng không nào. Thì khi mà các bạn mới vào ấy, cái này chỗ này nó sẽ trắng phao, không có cái gì hết, được chưa nào. Không có một cái gì luôn á. Cho nên là các bạn hãy để ý nhá, có cái chữ đó là Download Later Community Graphic Pack. Nếu các bạn ấn vào đây, các bạn sẽ download được những cái phiên bản mới nhất của Graphic Pack, hỗ trợ cho những cái tựa game mà các bạn chơi trên cái Shenmue này, đúng không nào. Ví dụ như là mình sẽ download Graphic Pack của Bayonetta. Các bạn chơi game nào thì các bạn download của cái đó thôi. Nhưng mà những cái này, những cái Graphic Pack ấy, nó rất là nhẹ luôn, nó cực kỳ nhẹ luôn, cho nên các bạn cứ download hết nó cũng được, không vấn đề gì đâu nhá. Đây các bạn ấn vào chữ Download nhá. Later Community nó sẽ tự động checking version. No update available. Cái này là do mình có rồi, để mình xóa đi, mình làm lại cho các bạn coi. Shenmue mình ở đâu nhỉ? Chắc phải tắt cái Shenmue đấy, các bạn đợi đi nhá. À, đây Shenmue đây. Shenmue Graphic Pack đây, trong Graphic Pack này. Xóa cái này đi nhá. Cứ xóa hết mấy cái trong cái bundle Graphic Pack đi. Sau đó mình mở lại Shenmue ấy, mình đã tắt rồi. Mở lại Shenmue. Đây mở lại nhá. Đây, khi các bạn mới download về thì nó sẽ như thế này, graphic pack nó trắng phau như thế này, không có gì hết, đúng không nào. Đó, các bạn hãy ấn vào chữ download này nhá, click vào một cái thôi, nó sẽ tải hết về chúng ta, nó rất là nhanh nhá. Và các bạn nhớ là phải có internet nhá các bạn. Đây các bạn thấy không, tải phát xong luôn rồi. Đây là cái bản graphic pack được hỗ trợ cho tất cả những cái game mà nó được liệt kê ở đây, các bạn thấy chưa. Đây những cái tựa game có thể chơi trên Wii U đấy, đặt sai đỡ này, đúng không nào. Thì đó, graphic pack các bạn chỉ cần vậy thôi là xong cái phần này. Tiếp theo là đến cái shader key. Đây cái shader key, cái này thì hơi khoai tí nhá. Mình sẽ để cho các bạn một cái trang web nữa nhá, đó là cái trang redup.com. ở đây nó sẽ có những cái phiên bản shader key collection của những cái game mà chúng ta sẽ chơi giả lập, chưa nào. Thì đây nó đã liệt kê tất cả những cái game ra đây. Thì cái này nó không giống như cái graphic pack mà chúng ta vừa cài. Cái graphic pack thì nó rất là nhẹ và nó hỗ trợ download hàng loạt, đúng không? Còn cái này các bạn muốn download tất cả thì các bạn phải download từng cái một, nó khá là lâu. Mặc dù những cái này nó cũng không nặng lắm, chứ nào. Cho nên là các bạn chơi cái game nào thì các bạn chọn cái game đó để download thôi nhá, đỡ mất công download nhiều, mất thời gian, đúng không? Thì cái CDK đấy nó có tác dụng đó là nó sẽ giúp các bạn load game nhanh hơn. Nếu các bạn chơi game giả lập trên Shenmue mà các bạn không sử dụng CDK ấy, thì các bạn có thể hiểu đơn giản, các bạn có thể hình dung đơn giản là các bạn xem YouTube mà nó tốc độ internet nó chậm như rùa ấy. Các bạn sẽ kiểu vừa xem video mà nó lại dừng lại một tí, nó loát xong rồi nó lại chạy tiếp ấy, đúng không? Thì nếu các bạn chơi trên Shenmue mà các bạn không cài CDK thì các bạn sẽ bị cái tình trạng đấy đấy. Chơi game vừa chơi vừa loát, game nó sẽ đứng lại một tí rồi các bạn lại chơi được tiếp. Chưa? Kiểu như vậy ấy. Còn nếu các bạn cài CDK vào thì có nghĩa là giống như kiểu các bạn download nguyên cả cái video luôn, các bạn có thể xem hết được cái video một cách mượt mà và trơn tru, không có vấn đề gì hết, chưa nào? Thì cái này mình khuyên các bạn là nên cài nhá. Và mình nghĩ là cái này nên bắt buộc phải cài, đúng không? Là nên cài, đúng không? Thì ở đây mình chơi cái game Bayonetta 2, cho nên là mình sẽ download cái bản của Bayonetta 2 đây nhá. Click vào cái Bayonetta 2 nhá. Nó sẽ đẩy chúng ta sang một trang Google Drive. Còn lúc này chúng ta có thể download rất là dễ dàng. Ở đây thì mình sẽ ấn tải xuống. Ấn download, đúng không nào. Đó nó tự động tải này. Ở đây mình sẽ hiển thị trong thư mục nhá. Rồi mình sẽ Ctrl X nó. Cắt nó và chuyển vào trong cái file Shenmue này. Mình sẽ vứt ở trong đây luôn. Rồi. Sau đó mình sẽ giải nén nó ra. Extra file. Rồi ấn OK. Đây Bayonetta 2 2017, đúng rồi. Trong đây mình sẽ vào bên trong đó. Mình copy cái file bin này lại nhá.
Khi các bạn giải nén những cái bản CDK ấy, nó chỉ có một cái file bin thôi. Các bạn copy cái file bin này nè. Rồi các bạn quay lại cái fondo CMU nhá. Rồi các bạn thấy chữ đó là CDK ấy, cùng tên luôn đúng không nào? CDK cache đúng không nào? Phải mở phần đó. Sau đó thì các bạn vào tiếp cái phần đó là transferable, chưa nào? Các bạn open lên. Rồi các bạn dán đè ra nhá. Phát nó ra, replay the file, cái file bin cũ bên trong này đi. Nào, replay the file, dán đè lên. Xong đấy, bây giờ các bạn đã có shader cây của cái tựa game Bayonetta 2 rồi. Bây giờ khi mà mình vào chơi game, mình sẽ không còn bị lag đứng hay là gì nữa, mà chơi sẽ rất là mượt, chứ nào. General setting, xem nào. Ở đây những cái này có lẽ các bạn không cần phải thay đổi gì đâu nhá. Những cái này các bạn nên để mặc định nhá. Mình sẽ ấn lại cái phần option một chút. Và mình đến cái phần input setting. Ở đây, cái phần input setting này chính là những cái mà chúng ta cần quan tâm nhé các bạn. Thì ở đây, cái phần nó hỗ trợ những cái loại tay cầm này. Các bạn có thể cắm những cái tay cầm như là PS4 các thứ vào đây được nhá. Lúc đó nó sẽ hiện ra ở đây này. Các bạn chỉ cần click vào là được. Rồi sau đó các bạn hiệu chỉnh những cái nút dưới đây. Các bạn nếu các bạn muốn chơi trên bàn bàn phím như mình ấy thì các bạn có thể setting nút ở đây. Nào. Cái game A, S, D, Z các kiểu này. Nếu nó vào game thì mình sẽ mình sẽ chạy thử cái game Bayonetta cho các bạn xem thử nhá. Left, right thứ nó chỉnh xong. Các bạn chủ yếu là nếu các bạn chơi trên một mình, trên một cái máy tính thôi ấy, thì các bạn hãy để ý đến cái phần đó là left acid này nhá. Chưa nào? Đây là cái phần mà nó sẽ tác động đến game của chúng ta đấy. Những cái nút này sẽ tác động đến game của chúng ta. Thế nào? Còn các bạn hiệu chỉnh bên này thì nó không có gì đâu. Nhớ vậy nhá. Keyboard input này, direct này, remote này. Ở đây mình sẽ để ở keyboard nhá. Rồi, vậy thôi. Còn cái gì nữa không nhỉ? Chúng ta nói chung là chúng ta chỉ cần biết những cái đó là chúng ta có thể chơi được game rồi. Còn những cái khác thì chúng ta không cần quan tâm mấy đâu các bạn. À đúng rồi. Chúng ta làm thế nào để có thể chạy game được trên CMU đúng không nào? Thì ở đây với những cái game thể cái game chơi trên Wii U ấy, nó sẽ có một cái code, một cái file đặc biệt. Đây này, cái file đấy nó sẽ như thế này này. Mình cũng đâu rồi nhỉ? Đây là cái nguyên cái folder Bayonetta 2 của mình nhá. File nó hình như cái file bin này thì phải này, đúng không nhỉ? Mình không nhớ rõ nữa. Không vậy. Không nhớ rõ nó là file .bin hay là .gì nữa. Tại cái này mình không chơi cho nên mình không nắm rõ cho lắm. Mình không hứng thú với mấy cái game mà chơi thể loại giả lập. Bởi vì theo mình đánh giá ấy, thì những cái game mà chơi trên PC ấy, thì nó sẽ là ngon nhất. Còn những cái game chơi game giả lập ấy, thì các bạn có thể hình dung đơn giản như này. Có một cái bát cháo đúng không nào? Thì việc cái bát cháo mình sẽ coi nó như là game ấy. Thì các bạn có thể dùng thìa, đây là dùng PC ấy, ăn cháo rất đơn giản, dễ dàng đúng không nào? Còn việc các bạn chơi giả lập ấy, trên PC ấy, không khác gì việc các bạn dùng đũa để mà ăn cái bát cháo cả. Nó rất là khó chịu, nó rất là phức tạp, đại khái là như vậy. Cho nên là thời gian trước đấy, mặc dù mình biết rất nhiều game hay bên phía những cái hệ thống máy như là Wii U này, rồi là Nintendo này, mình cũng có tìm được những cái bản game đó, nhưng mà thực sự chia sẻ trong chơi giả lập thì thực sự rất là khó chịu, cho nên là mình ít chia sẻ những cái game thời đại đấy các bạn ạ. Ở đây thì cái file này, hình như là cái file bin thì phải, mình không nhớ rõ lắm, cứ mở ở đây nhá. Thì để chơi game, ví dụ như mình đang muốn chơi Bayonetta 2 nhá, các bạn ấn vào file nhá, sau các bạn ấn vào load nhá. Ở đây, data code này. Game Bayonetta game data code ở đây để mở lại phát. Bayonetta 2 data ở đâu đấy, đùa ở đây game đây, data code đây, cái file .rpx này đây nha các bạn. Những cái game mà trên Wii U ấy nó sẽ có bắt buộc có một cái file có đuôi đó .rpx này. Các bạn chỉ cần dẫn cái file rpx đó đến cái CMU này được nhá. Đây các bạn chỉ cần ấn vào file này, ấn load này. Sau đó thì các bạn đến cái game của các bạn. Ví dụ như mình để game Bayonetta 2 ở đây nhá. Ở game này, Bayonetta 2 này. Sau đó thì vào game, vào data, vào code đúng không nào? Trong cái file code ấy, nó có cái file .rpx. Các bạn để đến cái đuôi nhá, đừng để đến cái tên của nó nhá. Cái đuôi của nó .rpx này. Cái đuôi .rpx này chắc chắn là cái đuôi rất là đặc trưng, không thể lẫn với cái file khác được đúng không nào? Sau đó các bạn chỉ cần ấn open. Đó. Nó sẽ tự động mở game Bayonetta 2 cho chúng ta nhá. Player 1 default này. Press any button nhá. Ở đây các bạn hãy ấn vào cái phần option này nhá. Trên cái phần option này thì nó có đầu tiên là có chức năng full screen đúng không nào? Các bạn click vào là nó sẽ tự động full màn hình nhá. Còn nếu không muốn full màn hình nữa các bạn chỉ cần ấn ESC là được. Nó tự động về lại cửa sổ thế nào. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái phần graphic pack nhá. Các bạn click vào graphic pack này. Ở đây các bạn ấn phần Bayonetta 2. Graphic resolution đúng không nào? Thì các bạn nếu các bạn tích chọn vào đấy, các bạn có thể chọn được những cái resolution nó được hỗ trợ ở đây. Có rất nhiều những cái resolution hỗ trợ cho các bạn nhá. Nhưng của mình thì không có rồi, của mình là 1080x900.
Cho nên là nếu mình muốn resolution thì có lẽ mình sẽ để sang cái chế độ full màn hình này được, không vấn đề gì hết. Trên rồi. Tiếp theo đến cái shadow resolution. Hỗ trợ đổ bóng à? Xem nào, để Ultra không nhỉ? Thử không nhỉ? Thử phát đi, ngại gì? Retard the same move, change text effect. Cái này phải cài đặt trước à? Thì muốn thì thôi được rồi, không vấn đề gì hết. Resolution thì có lẽ mình sẽ có cái nào khác không ta? Chẳng có cái nào vừa với cái màn hình của mình hết các bạn ạ. Có lẽ mình sẽ để này nhá, 1280x1080 nhá. Được rồi, trong cái phần graphic pack các bạn chỉ cần chú ý tới cái phần graphic này thôi. Vậy nhá, xong thì tắt nó đi. Rồi các bạn tắt CMU đi và các bạn vào lại CMU được nhá. Là nó sẽ tự động apply những cái setting cho chúng ta. CMU apply effect. Rồi chúng ta sẽ load lại game nhá. Ấn vào file này, sau đó ấn vào cái game. Khi mà các bạn load game rồi nó sẽ tự động hiện thẳng lên. Còn không các bạn ấn load lại rồi các bạn chọn đến đúng cái file .rpx được nhá. Click vào là mở luôn này. Nó sẽ đây, cài đặt shader này. Shader key. Xong rồi đấy. Cái resolution hiện tại là 1280x720 nhá. Rồi còn cái graphic thì mình để lên nhân 4 rồi. X4 shadow rồi, xem như nào. Bây giờ chúng ta chỉ việc vào game mà chơi thôi, đúng không nào? Còn như mình đã nói hôm nay, thích thì full screen ở đây nhá. Bất kể các bạn có cái màn hình như thế nào, các bạn ấn full screen là được. Chứ nào, nó tự động scale cho các bạn. Nói chung là các bạn chỉ cần như vậy thôi, bây giờ có thể chơi được game rồi. À quên, các bạn hãy vào và bắt đầu tiến hành setting một vài cái liên quan đến cái phần input setting nhá. Đây chính cái phần này các bạn nghe mình nói này, đúng không nào? Ở đây là các nút điều hướng các bạn setting bên này nhá. Còn các nút chức năng ở đây. Như các bạn thấy, ở đây phần story, cái này phải tắt đi nhá. Back lại phải. Đây các bạn, đâu nhỉ? Story. Yes. Ở đây thì chúng ta dùng chuột được nhá, nhưng mà vào game thì chúng ta không dùng chuột được đâu. Chúng ta phải dùng bàn phím đấy. Rồi đây thì vào game mất rồi. Mình muốn cho các bạn xem mấy cái nút cơ. Mấy cái nút tương ứng trong cái tựa game này. What the heck. Vãi lúa. Quả góc nhìn chất lượng ấy. Nữa. Chắc phải giới hạn độ tuổi những ai xem cái video này thôi. Vãi bayo. À nhân vật chính của chúng ta đây các bạn. Hiện tại thì mình đã setting sẵn rồi. Những phím điều hướng và phím ASD. Cho nên mình có thể di chuyển khá là dễ dàng nhá. Mình để A là đánh à. Và phím S là nhảy. Đấy. A, S, A, S đúng không? Còn vài phím nữa đó là Z, U, R. Z là bắn này. X là gì nhỉ? C à? Q. Ây à. Q là ngắm bắn thôi. V kép là lộn. Lộn nhào đó. Còn phím E. À phím E là option nhá các bạn. Đấy là của với mình thôi. Đây này, với mình setting tương tự như thế này này. Đây này. A là bắn, S là nhảy. D là cái gì mình chưa bấm thử, mình chưa biết. Z là lộn nhào rồi này. Lại quên xứ rồi. Q là Q, what the fuck. Quên xứ rồi, vào bấm thì mình nhớ được. Còn V kép là cái gì nhỉ? Vừa là cái gì xong ấy. À V kép là lộn nhào đúng rồi. Nói chung là lông côm lắm, các bạn vào bấm một lúc các bạn mới quen cơ. Còn mình ít chơi những cái kiểu như thế này cho nên là mình không nhớ nút lắm đâu các bạn nhé. Các bạn nhớ nhá, setting sao cho nó vừa tay được. Nói chung là mình thấy là bên này bên tay trái thì các bạn cứ A, S, V, K, D các kiểu ấy. Xong một loạt ra là được, bởi vì nó cũng ở đây cũng chỉ không đến 10 nút mà đúng không nào. Các bạn có thể dễ dàng nhớ thôi. Còn đây là các cái phím di chuyển này. Di chuyển là những cái phím điều hướng ấy nhá. Up, down, left, right. Thế nào, left là trái, right là phải. Down dưới là up là trên. Đại khái vậy, đúng không nào? Xong thì các bạn nhớ ở đây các bạn điền một cái profile name vào. Ví dụ như là đó là setting keyboard. Setting keyboard refit đấy. Thế nào? Cho các bạn save lại được nhá. Đó, thì cái này ấy, để tránh tình trạng đó là khi mà những lần sau những người khác vào chơi ấy, thì họ có thể setting riêng của họ, sau đó thì họ đặt tên riêng. Rồi các bạn lại ngồi lại máy ấy, thì các bạn đơn giản các bạn chỉ cần ấn vào đây, các bạn chọn đến cái setting keyboard refit là nó sẽ hiện lại tất cả những cái setting này của các bạn. Thế nào? Đỡ các bạn phải setting lại từ đầu á, đúng không nào? Xong thì ấn save nhá. Rồi ấn tắt đây đi. Vào game và chơi thôi, đúng không nào? Đó, bây giờ chỉ là chặt và chém thôi. Thực ra thì mình cũng không có tính định làm cái video hướng dẫn chơi CMU đâu. Tại vì khi mà mình chia sẻ cái bản Bayonetta 2 ấy, thì mình cũng không biết là cái game này sẽ được giả lập
chơi trên CMU chứ không có bản chính thức của PC với Bayonetta 2 nhé các bạn. Và khi mình chơi cái bản Bayonetta 2 ấy, thì cái bản game Bayonetta 2 ấy, nó như thế này à. Các bạn đợi tí nhá, để mình tắt cái nhạc đi, nó ồn ào quá. Đây này, cái game Bayonetta 2 này nó hỗ trợ sẵn CMU bên trong luôn. Đây nó hỗ trợ sẵn một bản CMU bên trong cái Bayonetta 2 luôn. Các bạn chỉ cần chạy cái CMU lên được. Nhưng vấn đề ấy, đó là cái bản CMU trong cái game này ấy, nó là một cái bản CMU phiên bản cũ. Vì vậy khi các bạn chơi các bạn sẽ gặp lỗi rất là nặng về âm thanh. Nó sẽ khiến âm thanh của bạn nó bị xì, bị xèo, nói chung là nó khiến cho các bạn không nghe thấy một cái gì trong game luôn. Toàn nghe cái tiếng xì xèo thôi. Cho nên là bắt buộc chúng ta các bạn phải cài một cái bản CMU mới thì các bạn mới có thể chơi được cái tựa game Bayonetta 2 này. Cho nên là mình mới làm cái video này. Thực ra mình cũng không có ý định đó là hướng dẫn các bạn chơi giả lập thôi. Được rồi, nói chung là trong video này mình cũng chỉ muốn hướng dẫn các bạn cách sử dụng CMU thôi. Còn game gồm thì sắp tới mình sẽ chia sẻ các bạn Bayonetta này sau. Chứ nào. À, còn nữa nhỉ? Mình nhớ là hình như là bên phía của phía gì nhỉ? Bên phía của Lưu Dược Phi mặc hở bạo khoe đường cong vãi lúa của cái Wii U ấy. Wii U đúng không nhỉ? Cái này viết được Wii. À, cái này hai chữ Y à. Best game. Xem nào, sẽ còn cái game gì không nhỉ? Mario Kart, à Legend of Zelda. Và sắp tới mình sẽ mang tới các bạn cái game đó là The Legend of the Zelda đấy nhá. Đây là một game nghe nói rất là hay này. Nhưng mà mình cũng chưa chơi bao giờ cả. Còn mấy cái Super Mario Bros nhá. Thì nói thật với các bạn là mấy cái game Mario này mình có lẽ mình sẽ không chia sẻ nhá. Bởi vì theo mình được biết thì mấy cái game này bản quyền rất là nặng. Mình mà chia sẻ mấy cái game này lên vớ vẩn sập kênh luôn. Nên các bạn thông cảm nhá. Jordan, à Jordan 2019, Jordan này như là của bên phía. Cái này như có PC, có bản PC mà, đâu nhất thiết phải chơi Wii U đâu. Đúng rồi, Jordan của Ubisoft hay là của EA ấy. Có của EA. Đúng nhỉ? Mình không nhớ nữa. Chỉ biết là nó có trên PC thôi, có PC thì sao. Assassin's Creed cũng chơi trên Wii U cơ. Mega Man à? Batman. Mấy game này cũng Deus Ex Human. What? Cái game này mình nhớ là 90 mấy GB cơ mà, cũng chơi trên Wii U á. Vậy lúa vậy. Mass Effect cũng nặng trịch mà. Sao nó vác được cái máy Wii U nhỉ? Cho các bạn nào không biết thì Wii U nó là một cái nó giống một cái điện tử tay bấm ấy. Đây là nó bé tí như thế này. Trông cũng buồn cười á. Mình không hiểu là chơi game trên đây nó có gì thú vị. Hồi nhỏ thì mình thấy thú vị chứ bây giờ mình cầm cái máy bé tí này chơi như thế nào ấy. Nó giống như kiểu một cái điện thoại ấy nhưng mà được thiết kế thêm những tay bấm ấy. Các bạn thấy không? Còn đây chỉ dành cho chơi game thôi. Đó, kiểu như vậy á. Rất là bé cho nên là màn hình đó mình không thích lắm. Thế được rồi. Nói chung là video này mình cũng chỉ muốn truyền tải như vậy thôi. Thì chúc các bạn có thể download được CMU thành công cũng như là sẽ trải nghiệm được những tựa game tuyệt vời trên Wii U thông qua chiếc PC của các bạn, được chưa nào? Còn bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như là like fanpage Facebook để cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Tạm biệt mọi người.